Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Podo. Mình là Ngân. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn những danh xưng trong tiếng Nhật. Các bạn có để ý rằng khi người Nhật muốn gọi một ai đó thì họ không chỉ gọi tên không mà còn kèm theo một từ ở phía sau nữa. Ví dụ những người bạn Việt Nam khi gọi mình thì sẽ gọi Ngân ơi, Ngân. Còn những người bạn Nhật Bản khi gọi mình họ sẽ nói Ngân san hoặc là Ngân chan. Đó chính là những cách gọi tôn kính trong tiếng Nhật. Tùy vào giới tính hoặc là địa vị xã hội mà chúng ta sẽ có những cách gọi khác nhau. Sure dewa, start. Yamada san. Đây là cách gọi thông dụng nhất, phổ biến nhất, không phân biệt tuổi tác, giới tính, trang trọng hay gần gũi và có thể dùng hầu như với mọi đối tượng, kể cả những người lần đầu tiên bạn mới gặp hay là với những người bạn chưa thân thiết lắm. Đôi khi vân vân không biết nên gọi họ bằng mẫu tố nào cho đúng thì hãy cứ dùng từ này nhé, không sao cả. Chúng ta cũng có thể thêm san vào sau một vài danh từ, thường là những danh từ chỉ nghề nghiệp chức vụ như là ramenya san để nói về tiệm mì ramen hoặc là nikuya san để nói về tiệm bán thịt, kumawari san để nói về chú cảnh sát. Tuy nhiên thì không phải nghề nghiệp nào cũng có thể thêm san vào đâu nhé, nên các bạn hãy lưu ý. Và tuyệt đối là không được dùng san với chính tên gọi của mình nha, vì như vậy sẽ trở nên rất là bất lịch sự đó. Ngân tomoshimasu, mình tên là Ngân. Nhưng mà Ngân san tomoshimasu dame desu ne, không được nha các bạn. Yamada kun. Đây là cách gọi mang lại cảm giác thân thiện hơn san, dùng để gọi những bạn nam bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn mình. Đôi khi cũng có thể dùng để gọi những bạn nam lớn tuổi hơn, nếu như những bạn ấy là những người có mối quan hệ thân thiết với chúng ta, ví dụ như là người yêu lớn tuổi hơn chẳng hạn. Yuki-kun. Và ở trường học, thầy cô rất hay dùng hậu tố này để gọi những bạn học sinh nam. もうできましたか、渚君。 Kento-kun, Ishi-kun. Lưu ý là không dùng kun để gọi những người lớn hơn hoặc có địa vị xã hội cao hơn mình nha các bạn. Yamada-chan. Chan là cách gọi thân thiện hơn san. Khác với kun thì theo lý thuyết chan sẽ được dùng để gọi những bạn gái bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn mình, như là gọi em gái trong gia đình, gọi người yêu hoặc là gọi nhỏ bạn thân. Nezuko-chan. 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 À, như mình có nói thì hậu tố chan được dùng để nói những bạn gái bằng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn. Tuy nhiên là hậu tố này cũng có những lưu ý đặc biệt như sau. Lưu ý thứ nhất, tương tự như với kun thì hậu tố chan cũng không thể dùng để nói với những người lớn hơn hoặc có địa vị cao hơn mình nha các bạn. Lưu ý thứ hai. À, và với những bạn nào nhà có nuôi thú cưng thì cũng có thể dùng chan để gọi yêu thú cưng của mình nữa đó. Ví dụ như con mèo nhà bạn tên là Moon thì có thể gọi là Moon chan, Moon ơi, bé Moon ơi. Hoặc là chú cún nhà bạn tên là Lu thì có thể gọi là Lu chan, Lu ơi, Lu à. Lưu ý thứ ba là hậu tố này còn có thể kết hợp với Oji và Oba để tạo thành Oji-chan, Oba-chan, là hai cách gọi trong gia đình để gọi ông bà của mình. Sở dĩ có cách gọi như thế này là vì chúng ta có thể hiểu khi ông bà mình già đi thì họ cũng không thể tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn nữa. Lúc đó họ sẽ cần được chúng ta chăm sóc nhiều hơn. Và hậu tố chan được dùng như để thể hiện sự trẻ con trong họ, sự cần được chăm sóc và quan tâm từ con cháu nhiều hơn. Lưu ý cuối cùng, chúng ta cũng có thể dùng hậu tố chan để gọi anh trai và chị gái trong gia đình của mình nữa. Oni-chan để gọi anh trai của mình, hoặc là Oni-chan để gọi chị gái. Okaeri, Oni-chan. Oni-chan, tasukete kureru.
Trong công ty, đôi khi sếp cũng hay gọi nhân viên của mình bằng hậu tố chan, hoặc là giữa các đồng nghiệp với nhau cũng dùng hậu tố chan để gọi kể cả nam hoặc nữ để thể hiện sự dễ thương, thân thiện trong môi trường làm việc. Đôi khi là cũng dùng để chọc nhau nữa đó các bạn. Yamada-sama. Đây là cách gọi cực kỳ tôn trọng đối với đối phương. Nó được dùng sau tên của người mà chúng ta kính trọng. Và trong cuộc sống hàng ngày thì Sama được dùng nhiều trong công ty, trong môi trường kinh doanh, trong lĩnh vực dịch vụ. Khi mình giao tiếp với khách hàng thì chúng ta sẽ gọi tên khách hàng cộng với Sama. Hoặc trường hợp mình không biết tên của khách hàng thì hãy nói Okyaku Sama. Trong tiếng Việt có thể hiểu là ngài, quý bà, quý ông, quý ngài, và trong tiếng Anh sẽ tương đương với sir hoặc là madam. Ngoài bốn danh xưng mình vừa kể trên thì chúng ta còn có những cách gọi theo chức vụ nữa, như là sensei là cách gọi dùng để gọi thầy cô của mình. Nam sensei sẽ là thầy nam, chi sensei sẽ là cô chi. Và trong môi trường công ty, để gọi giám đốc, các bạn sẽ gọi là Sacho, Yamada Sacho, giám đốc Yamada. Và dưới giám đốc sẽ là trưởng phòng sẽ là Bucho, Ishida Bucho, trưởng phòng Ishida. Còn dưới trưởng phòng nữa thì sẽ là tổ trưởng ban điều hành, Suzuki Gacho, tổ trưởng Suzuki. Lưu ý là các bạn không được dùng hai danh xưng vào cùng một lúc nha, như là Sensei-san, Dame desu, không được đâu, hoặc là Sacho-sama cũng không được dùng nhé. Các bạn có nhớ trong phần hậu tố san, mình có lưu ý là san có thể kết hợp với một vài danh từ chỉ chức vụ nhất định hay không? Thì trong phần này, san có thể đi kèm với Sacho thành Sacho-san để nói về giám đốc của công ty khác. Tuy nhiên là Sacho-san không được dùng để nói về giám đốc của công ty mình nha, mà giám đốc công ty mình sẽ là Sacho. Ok, và bây giờ sẽ là Honota. Bên cạnh hậu tố Sama thì còn có một danh xưng cũng trang trọng không kém, đó chính là Shi, Suzuki Shi, ông Suzuki, Yamada Shi, bà Yamada. Đây là cách dùng khá cứng nhắc và truyền thống, nên được sử dụng nhiều trong văn viết, trong các bản luận văn, mà không được sử dụng nhiều trong giao tiếp hàng ngày. Nãy giờ chúng ta đã học quá nhiều hậu tố phải không nè? Vậy nếu như mình không dùng những danh xưng đó thì có được hay không? Câu trả lời là vẫn được nhé. Và đó, trong tiếng Nhật gọi là Yobisute. Yobi chính là động từ yobu, có nghĩa là gọi. Sute là suteru, có nghĩa là bỏ đi. Gomi suteru là bỏ rác. Vậy yobi sute sẽ là bỏ đi những cách gọi. Chúng ta sẽ bỏ đi những cách gọi vừa nãy mà chỉ gọi tên thôi, như là Yamada, Suzuki. Tuy nhiên, yobi sute là cách dùng giữa những người có mối quan hệ thực sự cực kỳ thân thiết với nhau. Vì nếu dùng với những mối quan hệ thông thường thì sẽ trở nên rất là xuồng xã và bất lịch sự, nên là các bạn hãy lưu ý khi dùng nha. Nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn hãy nên dùng những hậu tố để giao tiếp hàng ngày nhé, vì mình vẫn chưa biết được mối quan hệ giữa mình và người đó đã đạt đến mức yobisute hay chưa, hoặc nếu khi mình dùng yobisute thì họ có thực sự cảm thấy thoải mái hay không. Cho nên là hãy cố gắng sử dụng những hậu tố nhé. Ta-da! Vậy là mình đã chia sẻ xong với các bạn những danh xưng cơ bản hay dùng trong tiếng Nhật rồi. Dù là có hơi khó một xíu, nhưng các bạn hãy cố gắng nhớ nhé và vận dụng thật tốt nè. Nếu có thắc mắc gì thì các bạn hãy comment bên dưới để tụi mình cùng giải đáp nha. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ tụi mình nhé. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn ở những video lần sau. Chào, mặt tên em!